Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, trong tháng Giêng năm Quý Mão 2023, toàn tỉnh đã đón gần 2 triệu khách du lịch với doanh thu đạt khoảng 800 tỷ đồng. Riêng khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã đón gần 1,8 triệu lượt khách với doanh thu vé vào cổng đạt khoảng 16 tỷ đồng. Nhằm thu hút khách du lịch trong dịp tháng Giêng năm nay, Tây Ninh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, tại các khu, điểm du lịch đã bố trí các nhân viên hướng dẫn hỗ trợ khách du lịch, công tác quản lý kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch tại các cơ sở, khu du lịch cũng được tăng cường. Để tiếp tục thu hút khách du lịch trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng xác định trong kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh tập trung triển khai phát triển sản phẩm du lịch gắn với lễ hội và tín ngưỡng như hội yến Diêu Trì Cung, hội xuân Núi Bà Đen, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu, lễ hội Kỳ Yên Đình Gia Lộc, lễ hội Quan Lớn Trà Vong. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch sẽ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hơn 10% GRDP, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hàng năm từ 25% một năm trở lên. Chỉ tiêu bình quân khách du lịch đến Tây Ninh đạt hơn 1,3 triệu đồng một người một ngày.